Tự dưng có một ngày bạn mình rủ mình đi ăn phở vịt, nhưng mà không phải phở vịt bình thường, phở vịt quay, đáng yêu thật sự. Quán này nằm ở ngay đường Thanh Nhàn, ngày nào mình cũng đi qua mà mình không để ý. Một bát phở nước là 35.000, phần nước dùng khá là vừa miệng của bọn mình. Nếu mà thoáng ngửi qua thì thấy mùi vịt, nhưng mà thật ra nó không ảnh hưởng gì cả. Chắc không ai biết là miệng mình bị mẻ đâu. Mình sẽ cho thêm một chút giấm nha. Chưa hết, cho thêm cả chanh nữa mọi người ơi. Tôi nhìn cái tay vắt chanh mà tôi tức cái lồng ngực tôi á. Nếu như mà mọi người so sánh giữa hai bát thì bát của mình vô tình là có nhiều da hơn và mình thích ăn da dã man luôn. Cái da béo ngậy, trời ạ. Nhìn kìa phần da bóng mỡ, trời ơi thèm quá đi. Tuy nhiên nếu như mà các bạn chỉ ăn phần thịt với lại phở như bình thường ấy thì vị của nó sẽ rất là bình thường. Các bạn chấm vào mà xem, trời ơi nó phải gọi là ngon xuất sắc, là đỉnh của chóp luôn. Ăn bún phở mà không ăn rau thơm đúng là một tội ác. Mình dùng húng chó này với lại lá mùi tàu này. Một phần như thế này thì có rất là nhiều thịt nha. Theo như mình cảm nhận thì có cả phần thịt ức và có cả phần thịt dai. Sao các bạn lại bảo các bạn chưa nhìn rõ à? Mình làm lại nhá. Đấm thịt vào nước tương này, xong là bỏ vào thìa này. Đấy, cứ thế mà thưởng thức thôi. Eo ơi, ăn nhanh chưa kìa? Đợi chút, mình xong ngay à. Team không ăn hành thì nhớ bảo không lấy hành nhá. Bạn muốn mình review quán ăn nào tiếp theo, comment nha. Hi, mình là cô gái lấy việc muốn ăn ngon và mình là một người rất kén ăn. Review của mình dựa trên suất ăn, phần ăn của nhà hàng hoặc là quán ăn tại thời điểm nhất định của một chi nhánh nhất định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.